Em chào các bác. Hôm nay em giới thiệu các bác mấy cái chậu vị hoàng to của nhà em. Đây là những chậu vị hoàng em mua từ năm ngoái. Thực ra cái thời điểm đấy rất là rẻ. Em mua vào nó cũng khá là rẻ thôi. Sau những bước giá rẻ thì nó có những bước giá nó cao. Đến hôm nay này em mua chậu này. Hôm nay mua chậu 4 phân này. Chậu này rất là đắt tiền các bác ạ. Em mua giá gấp cao gấp nhiều lần so với đợt trước Tết em lấy. Cho nên giá vị hoàng đợt này nó đang tăng. Còn theo quy luật của thị trường các bạn thì là tháng 6 thì giá vị hoàng nó sẽ xuống. Và nó đi theo đường ngang hoặc là nó không tăng không giảm. Thì thời điểm đấy thì các bác mua thì có thể là không khó mua. Tuy nhiên thời điểm đấy là thời điểm mua của mùa nóng. Cây cối vận chuyển nó không an toàn và sự phát triển của mùa xuân này so với từ mùa hè trở đi nó sẽ nhanh hơn. Ví như cái mầm vị hoàng to này của em này thì mỗi ngày nó lên một tí, thì nhìn ngày nào mỗi ngày một khác. Còn đến qua mùa hè trở đi thì đấy không phải mùa phát triển mạnh nữa, nó chỉ phát triển điềm đạm thôi, thì giá cả nó không cao thì mình cũng không nói gì được. Còn mùa đông thì gần như là kiếm ngừng sinh trưởng ấy, nên giá cả nó lại thấp các bạn. Đây, như cái này, mầm này thì chỉ trong thời gian 2 tháng là sẽ bật thành một thân mới ngay, rất nhanh. Còn đấy em bán theo ấy thôi. Đây này. Đây là đầu này là 3,5 này, một đầu này, hai đầu, ba đầu, bốn đầu, năm đầu. Năm đầu với hai mầm. Năm thân hai mầm. Với cả 1 2 3 4 5. Năm thân, bản lá rất to. Đấy. Hai cái cả hai chậu này là em bán với giá là 150 triệu. Hai cái đầu là 150 triệu. Đấy, hai cái chậu này. Đấy, em bán cả chậu thôi, những cái này ở ngoài này thì đây là khu vườn của mấy anh em cùng làm và chung nhau là để cây ở đây. Đây là cây phú thọ của em hồi cách đây sau Tết em mua này. Cây này nó được một đầu 43 phân. Một đầu là 10 đầu này là 47 phân. 43 phân. Một đầu là 17 phân. Còn một đầu nữa của em là 13 phân. Tổng số đo của cây này là 70 phân. Tuy nhiên nó có 5 mầm gốc các bạn. Cứ trung bình một ngày em lại lên được 1 phân. Đấy, 5 mầm gốc của em đây. Cứ mỗi ngày nó lên được 1 phân. Thì 10 ngày em lên 10 phân này em có tiền em có khoảng mấy triệu rồi. Chỗ này em chỉ bán giá là 60 triệu thôi. Đấy, đây chậu phú thọ là 60 triệu thôi. Đấy, những chậu trên của em còn đây là HU. Đây là HU này. HU này em bán 40 triệu một chậu này. Đều có hai cái này hết này. 40 triệu một chậu. Chậu này có số đo của nó. Cái này là 6, 4. Nó khoảng 10 phân. Chậu này cũng thế. Chậu này thì chưa có mầm gốc. Mầm gốc chưa ra, đang nhú này. Đây nữa. Đây các bác, đây cái này mỗi cái 5 phân này, 40 triệu này. Đấy. Còn một cây HO này thì đẻ ra hai mầm gốc rồi, nhưng mà không tính đâu. Cây 17 phân. Đấy. Riêng cái HO cái phần bao lá và cái đường thẳng kẻ này nó thẳng như nhau. Nó bao lá như này. Và bản lá cong vặn. Nhìn cây HO thì dễ nhưng lại có rất nhiều người giống cây HO, có rất nhiều cây giống HO các bác. Đây chậu phú thọ của em này to đùng rồi. Còn ngón tay này em bán rồi. Em bán vị hoàng với cả mấy cái HO thôi. Còn lại những cây ủ mưu ví dụ như là những cây ủ mưu ví dụ như là đây những HO to đùng này. Đấy chậu này. Đây, đây hồng yên thủy. Nói chung những cái này thì không phải là không bán mà kiểu mấy người chung nhau nên cứ người bán người không. Đây những cái chậu phú thọ được trồng trên nền gỗ này, củ rất to luôn, to ngón tay. Đấy, chậu em này tí em mang về em bán cho bác Quảng Linh. Đấy, chậu to đùng. Đấy, trong phú thọ em gửi đây chỉ có một cái này, với cả cái này thôi, là hết. Đấy. Những cái này thì cắt đầu nó đi rồi, bây giờ nó còn những cái kỳ đang chuẩn bị nhú lên này. Giờ em cảm ơn các bác.
Đấy, cái vườn mấy anh em làm từ cuối năm ngoái. Vị hoàng này em để đây, những chậu to nhất là em để đây, ngoài này chứ em. Đấy, ở ngoài này thì để dễ giao dịch, nhiều lúc mà em bán cả lô này này thì các bác lên tận nhà trực tiếp giao dịch tại vườn trực tiếp. Thì ở ngoài là thành phố này nó gần hơn, nó dễ. Chứ ở chỗ em thì ít người lên, nó hơi khó. Rồi, cảm ơn các bác.